thực hiện hoạt động uống nước nhớ nguồn, sáng ngày 8 tháng 1, cán bộ chiến sĩ, học viên trường sĩ quan lục quân 2 cùng với ban thanh niên quân đội, tổng cục chính trị, bệnh viện quân y 175, lãnh đạo huyện Tân Biên, cán bộ đoàn viên thanh niên xã Hòa Hiệp đến viếng dân hương tại khu lưu niệm của nhà trường trên địa bàn xã. Tham dự lễ diễn có thiếu tướng Đỗ Hòa Ngân, phó chính ủy trường sĩ quan lục quân 2, đại tá Trần Viết Năng, trưởng ban thanh niên quân đội, tổng cục chính trị, Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Khu lưu niệm trường sĩ quan lục quân 2 là nơi mà hơn 61 năm về trước, ngày 27 tháng 8 năm 1961, trường quân chính sơ cấp quân giải phóng miền Nam, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ, ngày nay được thành lập. Tại lễ diễn, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của nhà trường. Giữa dấu ẩn ngày 26 tháng 1 năm 1966, Bốn đồng chí trong ba giám hiệu cùng nhiều cán bộ giảng viên chiến sĩ của nhà trường đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ góp phần làm xanh hơn màu xanh của Tổ quốc, tô thắm thêm lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm rạng rỡ trang sử truyền thống hào hùng của trường sĩ quan lục quân 2.